Thầy kia chết tiếp. Thầy kia bảo là anh này anh mới vẽ cho, bắt đầu là vàng và ổn ổn như thầy kia này. Em thấy là nó đang lên là sập luôn này. Tí phải ra làm. Được, anh này anh này cho tôi. Thầy kia nó sập lên lỗ lòng. Và đấy giờ bà này đang thầm lỗ với làng. Đấy, đến ngoài này, không kéo một nổ chết cả thôi. Chết thôi. Là đấy đã trăm hơn, là đấy đã trăm hơn. Còn đấy trăm phố lên được mấy chục. Đúng không? Ừ. Thế mà phố cuối cùng ra nổ ấy, thì đéo xanh nhà vẽ tranh nữa. Ừ. Anh còn anh em. Còn theo thì phải lên đâu rồi. Thank you.
con đang quay ở trên quang ạ. Con chắc phải tầm nửa tiếng nữa thôi. Tới đây con hỗ trợ không? Có bà. Ừ. Ừ, bà này sợ mưa rồi quay đi. Vâng, vâng, vâng. Nếu mà nó hút vào đấy, nó hút kịp tức nhỉ. Yeah.